chào, tôi là Mạnh Tuấn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật đá bóng xoáy bằng má trong lòng bàn chân. Bước 1 là lấy đà. Chúng ta sẽ lấy đà một góc 45 độ theo hướng quả bóng đến khung thành. Bước 2 là đặt chân trụ. Chân trụ đặt ngang cách vây bóng khoảng 20-30cm. Bước 3 là vung chân đà, vung chân ra sau càng xa càng tốt, độ vung càng xa thì lực đá càng mạnh. Bước 4 là điểm tiếp xúc trên chân đó là điểm lồng trong bàn chân, điểm tiếp xúc trên bóng là điểm lệch khỏi tâm của quả bóng chích qua một chút, điểm lệch càng cao thì độ xoay càng nhiều. Bước 5 là vung chân lăng, đồng thời nhảy trụ, tạo thêm độ xoáy cho cú đá. Chúc các bạn tập luyện thật tốt, tôi là Mạnh Tuấn.